tại công viên Biên Hùng, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Biên Hòa vừa tổ chức hội thao chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và kỷ niệm 138 năm ngày Quốc tế Lao động. Hội thao thu hút trên 400 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ thuộc các đơn vị ban ngành và 30 phường xã trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 3 môn: kéo co, nhảy dây, nhảy bao bố. Kết thúc hội thao, hạng nhất kéo co nam thuộc về phường Tân Hòa, nữ thuộc về xã Long Hưng, hạng nhất nhảy bao bố và nhảy dây thuộc về phường Tân Phong. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng đã trao các hạng nhì, ba khuyến khích cho các đơn vị.